trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ mừng xuân Tân Sửu của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Năm mới kính chúc quý thính giả và giới mùa điệu gần xa an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu một số tiết mục do câu lạc bộ đờn ca tài tử Phương Nam trình bày. Thành phần ban nhạc: Minh Trung đờn guitar phím lõm, Hoàng Tiền đờn kìm, Tấn Nghiệp đờn tranh, Thanh Phong đờn cò, gáo và thổi sáo. Mở đầu chương trình, tài tử Thùy Dung hát thể điệu Lưu Thủy Trường, Xuân Về Trên Quê Hương, soạn lời Tuấn Minh. Mây vàng rộng ràng đưa nơi mỗi nhà tình vui xuân lại về, năm mới xuân sang phúc lộc an khang, khắp quê hương niềm vui trong thank you.
Liên tục chương trình, tài tử Thanh Tuyết trình bày tể điệu Lưu Bình Kim, Xuân Hạnh Phúc của tác giả Minh Tuấn. Mừng mừng ngày gặp nhau, khi mây vàng rủ ràng mọi nơi. Ngày đầu năm chúc lời bình an, xuân đang về mừng một năm mới, thêm hạnh phúc cuộc sống ấm no. Tiếp theo chương trình, tài tử Mỹ Hạnh thể hiện bài Gió Xuân theo thể điệu Phò Mã Giao Duyên của tác giả Nguyễn Minh. Mừng năm mới phát tài.
niên. Xuân về mang thêm nước dòng tốt đẹp, may mắn yên vui. Đón xuân sang gia đình hạnh phúc, trời rộng gió xuân đưa về cánh em, cháu lượng yên mình theo dệt cung trời ngày xuân. Ngày xuân đời mộng mơ, xin chúc cho mọi miền đất nước yên vui, chào đón xuân sang. Tài tử tại Long Thượng liên tục chương trình với điệu giọng cổ nhịp 32 trên đất nước vua Hùng, soạn lời Xuân Đào. Con chưa một lần ra thăm miền Bắc, chưa được đặt chân lên đất tổ Hùng Vương. Đứng trên đồi cao ngắm nắng trời khắp nẻo đường, nghe ngọn gió nồm nam ngàn trong tàu có biết. Nên lòng con vẫn hằng mong mơ ngày hội non sông được về quê thăm mảnh đất anh hùng. Chiếc nồi thiền liền của nồi giống tiên rồng, nơi được mồ hôi khai phá và thấm hồng bao dòng máu liệt quanh. Từ những mảnh đất hồng rừng thầm kim trung, có nhớ đã bao lần ánh trăng sáng lòa mắt giặc hỡi bạch đằng cửu đồng dậy sông, có nhớ đã bao lần sắc giặc nổi đầy sông. Thank you.
bước cha ông, chúng con đi giải phóng quê hương. Bàn chân con nó qua vàng nẻo đường, buổi nắng đầm sương băng đèo vượt suối, quảng ngại gì vất vả gian lao. Những ngõ xóm đường thôn nhìn những bụi tre ngả nghiêng đầu che nắng, con cứ ngỡ thấy chàng trai phù đông tới ngựa thần đuổi giặc qua sông, rồi những cây xuyên qua núi thẳm lừng xanh nhìn ánh trăng mình lung linh trên đầu trung. Con lại ngỡ đoàn quân đẹp cùng ra trận có tiếng trống đồng giang với lương giáo đi cùng. Càng đi con càng hiểu thêm chiều sâu đất, càng tự hào quá chữ Việt Nam, càng gắn bó thiết tha với từng mái lá đường thôn, càng hiểu sâu thêm lời Bác Hồ Bác dạy ta phải giữ gìn đất. Bởi những bãi mé vườn dâu gốc đa mái lá là của ông cha truyền lại cho cháu con giữ mãi muôn đời. Con quỳ xa tăng từ xa tích chân trời, bóng dân chúng ào ào kéo tới gieo rách đàn, ôm chúng thiêu rụi màu xanh. Chúng muốn đất này không còn là của Việt Nam, chúng muốn dân mình quên tổ tiên nòi dân. Về trên đất nước con cháu tiếng rồng hân hoan đoàn tụ, đầm ấm quay quần bên đất tổ cho bỏ những thị tháng đợi năm chờ. 4000 năm lịch sử vẫn còn đây, mừng nước non ta ngày càng thêm rực rỡ. Bởi những con cháu dần dừng cao cờ đó bất quay tụng bài khắp non Việt Nam. Sau đây là thể điệu Bình Bán Chấn 22 câu ca ngợi cảnh đẹp quê hương, viết lời Cẩm Linh, do tài tử Kim Sang trình bày. Rồng
trong xanh thâm thầm, nắng trải dài mặt nước xôn xao. Xa xa những hòn đảo nhỏ như một mê cung, tạo nên bởi những khối đá dồn mà chương trình được liên tục với tiếng hát của tài tử Mỹ Hạnh qua bài Tân Niên Kính Chúc theo thể điệu Kim Tiền Bản, viết lời Nguyễn Minh. Mùa xuân muôn hoa năm trời nay lộc, khắp đất trời không khí tươi vui, mùa an lành đầu năm. Xin kính dâng ngàn câu tươi đẹp, cầu phát tài phát lộc đầu năm, thêm mà thắng lợi dễ dàng. Xuân sang nhành mai vàng thắm anh.
bình an. Việc kinh doanh luôn thắng lợi và thành công. Chúc mỗi ngành hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa thưởng thức một số tiết mục đờn ca tài tử của câu lạc bộ đờn ca tài tử Phương Nam. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ mừng xuân mới của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.